Ok, rồi chào các anh em. Bây giờ mình ví dụ mình có một cái view như thế này đúng không ạ? 3D thì vô bản vẽ assembly mình cũng có một cái view 3D như thế này. Ok, rồi. Bây giờ làm sao mình nổ nó ra thành từng cái part? Ok, và có một anh em hỏi thì mình mới biết, thì mình click nút vào trong đây. Mình click vào cái view này thì nó sẽ nổ ra chúng ta thành từng cái part 3D riêng biệt. Ok mà. Đó. Nó sẽ nổ cho chúng ta từng cái part 3D riêng riêng biệt. Đó, ok, để chi mình đi, sau đó mình đi mình ghi chú tag đồ lên trên đó để chi để cái view 3D của mình á, bữa nay nó sẽ sao, nó sẽ có giá trị hơn. Ngày xưa chúng ta chỉ hiện cái view 3D như thế này thôi chứ không có dim nào gì cả. Bữa nay mình có viết cái dim 3D, mọi người có thể xem video trước để chi để cái view của mình á, nó sẽ thể hiện được rõ ràng hơn và có giá trị hơn. Ok mà. Rồi, ví dụ mình đi tới một cái bản vẽ của bên bê tông các unit này đúng không? Ok. Rồi, nãy đây mình có thử này. Rồi thì mình sao click về phone, rồi mình click về zoom thì mình biết vào đây thì trong đây nó có bao nhiêu cái thì nó sẽ hiện cho mình bấy nhiêu cái. Ok mà. Đó, để chi dễ hình dung trực quan đúng không ạ? Rồi chưa kể dim 3D nữa, nó sẽ sao khá là hay nữa. Ok, rồi chào anh em.